con ăn kia. Cái thằng này bự ra. Lấy cái thao được. Dạ, lấy cái thao được. Đó. Trời thật xanh luôn. Nặng. Quá chừng luôn. Xôi này mà có Tết bán ngon luôn. Trái chín luôn. Ồ. Sao? Dạ. Này hứng xòi chứ không phải là hứng dừa. Ôi cái xà chín ngon quá. Thử cái thơm không? Quá thơm. Thơm, thơm chín cây mà. Đã hả? Chín cây ngon ghê. Này gọt nó trơn rồi, không chín nó trơn rồi. Nhấm cái trái mà nó. Ôi này gọt ăn liền luôn. Được cái kìa kìa, cái trái này. Này chín ngon hả? Cái xốp này cho người bao trái, hai trái mà không biết thì bữa đó mình ăn nó gì. Chín không? Nửa bao cũng được tạm, nhưng mà không chín luôn, không chín mình cái nãy cũng chín rồi đó. Chín rồi đó, chín rồi. Vàng vỏ nhưng mà không ngon vàng nửa bao. Chưa mà. Lần không bẻ nó bị rụng á. Chín là. À, chứ không bẻ nó bị rụng. Rụng chứ nó hư rồi.
cái này cũng chín nè. Kìa ở trên này ăn trái nữa, kìa ở trên nó ăn trái nè, kìa tốt hơn nó kìa. Cái này chín hơn cái nãy tí. Kìa đâu biết nó kìa, có trái ra. Không hả? Bịt đó, đó thọt lên. Cô gái bán xoài. Hái xoài. Hái đầu, hái từ hái mà. Cái bên xoài. Không, trái đó, trái đó, trái toàn tan đâu, tan không? Không. Dưới, 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 học phải dưới, thọ dưới đi. Đó, 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 hả mà màu đẹp đó. Đi đi đâu anh Tư? Lên đất hả? Ờ. Để có gì mai đi. Ờ. Này. Nào đi cũng được. Bây giờ mong đi cảm ơn. Cái này cũng bóng bóng đẹp. Cái này hả? Hai cái này đó hả? Chưa mơ mốt mà con chừng nào út thì phải vẽ như là anh chùa vài trái anh vẽ đi rồi không tính đi đâu nữa hả? Quá quá đi nào đi ngồi lại không phải, không phải làm luôn đi coi, đi coi công việc nữa, không phải giờ đang kêu không phải làm gì mà đấy. Trời giống đào quá ha. Con nói chín rồi, chín con heo à. Màu nó y đó. Mưa rồi. Cái này gọt được rồi nè. Ừ, cái này gọt được rồi. Rồi bị ấy trong đó nếu mà để tới mai là khả năng. Ừ.
vậy chứ ăn bẻ ba thẹn mới được. Đúng rồi, trái chín nè. Mà trái khó bẻ lắm. Nó chọn ngay cái giống như là cái vàng ná vậy. Cái đó bị hư rồi, nó bị nứt. Thấy nứt luôn rồi. Cái đó nó còn ấy nữa không? Đây nè, ba trái này bẻ được hết trơn. Đây còn trái nào đặt được ta? Nó cũng trái nào nãy, trái nào cũng chín rồi. Cái này cũng chín nhưng mà con trái này nó bị nhỏ. Nè, cái này đi. Cái gì mà lao vào giật mình vậy bay? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Giỡn. Rồi, trời. Gì khóc vậy hả? Quỷ thằng nào đó nghe. Đứa nào khóc hả? Nó giỡn. Tao lộn mày đó nghe nè. Mày xong. Mày một cuốn và ba trái rồi. Đã không? Ồ, dính luôn. Thôi đừng bẻ nó tươi nhiều nữa. Nhiều rồi, dép đi cháu ơi. Hả? Ừ, đừng bẻ nữa. Trời, đầy phá một tư. Nhiều rồi. Sao? Quá cái màu gì đấy cái nội. Cái màu gì đó. Cái màu trên đó màu đây chứ nè. Cái đó là hả? Ừ. Cái nào mà nó trắng thành hả? Chưa, nó rất là nhỏ. Nhỏ cho nội luôn. Nó lượm ở đây chứ chưa lại, chứ nổi rào thì tự lo. Tôi đem tránh cầm vài cây. Nè, cắt cảnh đó. Ừ. Tôi nhánh tôi không biết sao tôi ương hộp đem tránh cầm vài cây. Trong cây. Đất này dài cầm vài cây. Mấy không nổi. Uống nước với cái bụng bình gỉnh luôn.